Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Trong đó, hai cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới tỉnh An Giang cùng bị tuyên 11 năm tù do chỉ đạo cấu kết với lãnh đạo các xã rút ruột hơn 3 tỷ 400 triệu đồng từ các công trình đầu tư công để trả nợ tiền tiếp khách chúc Tết. Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Diễn, Vũ Minh Thao, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới cùng lãnh mức án 11 năm tù về tội tham ô tài sản. Cùng tội danh trên, có 16 bị cáo bị tuyên các mức án từ 3 năm đến 10 năm tù. 3 bị cáo bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có 3 bị cáo bị tòa tuyên phạt từ 2 năm đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Với tội mua bán trái phép hóa đơn, có 2 bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp bị tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo. Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan 1 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới nợ tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng, tiền thăm hỏi chúc Tết hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, các bị cáo đã bàn bạc cùng với các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình, giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công, quyết toán khống lấy tiền gửi cho Ủy ban Nhân dân huyện, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ 400 triệu đồng.